Chào mọi người nha. Nay Vinh lại đi ra làm ở cái vườn sầu riêng này. Nay là đi tưới phân, tưới nước điều ngâm. Như là chủ nhà là cái công ty sản xuất điều xuất khẩu, cho nên là rất là nhiều cái phụ phẩm ngành điều thì chủ nhà mới đổ vào một cái hồ ngâm, xong thì tưới cho cây. Chứ còn vườn này là chưa có dùng phân hạt nhé, như là NPK tổng hợp đó, chưa dùng phân tổng hợp đâu. Để Vinh đổi camera cho mọi người coi. Đó, thì tưới bằng cái vòi như thế này, cứ đi tưới thôi. 700 cây nha mọi người, thì có hai người làm. Đó, là chủ vườn bơm nước vào đây một cái hồ, trong đó có cái điều ngâm mấy tháng rồi đó, xong thì quay máy nổ lên rồi đi tưới. Đó, đây cây sầu riêng này. Cái dàn cây này thì trồng sau cái dàn dưới kia là hơn hai tháng. Thì dàn dưới kia như hôm mọi bữa Vinh quay mọi người thấy đó, rất là to lớn rồi. Đây cũng to nữa, gần bằng cây này rồi. Chút nữa nghỉ Vinh sẽ lại quay cái hồ mà điều chủ nhà ngâm để mọi người quan sát. Đây, đang đi đọt nhá, khắp vườn, đi đọt đều toàn vườn luôn. Và Vinh vừa rồi ra thì xịt thuốc để bảo vệ cái cây đọt này. Bên này thì đi tưới phân này, chúng nó dạng hữu cơ thực vật cho nên là cũng được đánh giá là an toàn nha mọi người, chứ nó không phải như là phân cá thì sợ mỡ nó không phân hủy hết, còn bám vào đầu rễ, làm bít đầu rễ thì lúc đầu cây chúng ta tốt, nhưng mà sau này thì nó sinh bệnh. Đây toàn cảnh. Để chưa nghỉ thì Vinh sẽ quay lại cái hồ điều cho mọi người xem. Đây mọi người. Đó, cái hồ điều mà anh chị chủ vườn ủ để tưới cây này. Hồi trước là đầy cái này nguyên cả cái xác điều các thứ. Đây, cái bồn này đầy luôn nha. Đó, nhân điều rồi vỏ lụa, có cả vỏ hạt luôn, cái vỏ hạt điều mà người ta ép dầu đó. Đây, rồi đổ cái này xuống này. Đó, mọi người thấy này, đây là các chủng vi sinh mà có trong này nhé. Can vuông này, can 5 lít này thì đổ xuống hồ, còn có cái can 4 lít kia thì để phun trên lá, như cái video trước mà Vinh quay mọi người đó. Can đấy là can phun lá đó. Thì là lúc nào đi tưới là quay cái máy bơm kia cho nó hút cái này và đường ống rồi là tưới vòi. Còn đâu là hệ thống mà tưới nước á, tưới nước cho cây thì là do cái hồ này cao này, cho nên là xả đáy. Còn có bên kia nó ngang mới bằng thì mới phải quay máy tưới có từ bên đó sang đây thôi. Còn ở phía dưới này là xả ống đáy mà tưới. Nhưng mà cái không có dùng chung với cả hệ thống tưới phân này, bởi vì cái này nó có cái cặn nó nghẹt bét, cho nên là tưới riêng ra. Đây là cái này là bồn điều hết nha mọi người. Những cái phi kia là phi cá đấy, nhưng mà mai mốt là anh em Vĩnh bảo là thôi không ủ cá nữa, cứ điều này mà dùng thôi. Đầu mùa mưa thì không có tưới những cái sản phẩm này nha mọi người. Sang mùa mưa cái này, cái vườn này là sẽ
cho bỏ phân gà lở hữu cơ của Bỉ đó. Ở mỗi cây vài ba ký là cho mẹ ăn hết mùa mưa luôn. Mùa mưa chỉ có phun sâu dày mới cả lo thoát nước trong gốc nó thôi, ngoài ra không làm gì khác. Rồi, chào, hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo nha.